Với hơn 20 năm sự nghiệp, Snoop Dogg là một trong những mảnh ghép không thể nào thiếu của làng rap thế giới. Con đường đi tới thành công không phải lúc nào cũng toàn hoa hồng. Từ một rapper tai tiếng, sau hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Snoop Dogg đã vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ rap xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh chính là điển hình cho câu nói tài năng thì không quan trọng bằng nghị lực. Chính vì vậy, cùng tất cả đến với những sự thật ít ai biết về rapper Snoop Dogg. Tuổi trẻ tăm tối. Snoop và những điều cần, đó là hình ảnh quen thuộc gắn bó với rapper 49 tuổi suốt hàng chục năm qua. Từ thời chưa nổi tiếng, anh đã nếm khói thuốc. Quá khứ của Snoop Dogg không chỉ có chuyện hút thuốc sớm. Đó thì là thời niên thiếu đầy tội lỗi, nơi súng ống, ma túy và mại dâm phủ lên cuộc đời anh một màu đen bế tắc, mịt mù. Snoop Dogg tên thật là Kevin Cordozar Broadus Jr., sinh ra lớn lên ở Long Beach, bang California, Mỹ. Không được may mắn như bao người khác, tuổi thơ Snoop Dogg là cuộc sống nghèo khó và những tệ nạn bao vây. Sinh ra một gia đình nghèo gồm 3 anh em trai, Snoop Dogg là con thứ hai gia đình. Tuổi thơ rapper thiếu vắng đi hình bóng của người cha. Anh sống cùng mẹ và dượng sau khi cha bỏ đi khi anh mới được 3 tuổi mà thôi. Ở khu phố mà Snoop cùng gia đình trú ngụ, ẩu đả là một phần cuộc sống thường nhật. Người ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vì đạn hoặc vì những màn tranh chấp đẫm máu. Thời trẻ Snoop Dogg từng là thành viên của băng đảng Crip khét tiếng tại Long Beach. Suốt gần 20 năm, từ 1990 đến 2006, anh đã từng nhiều lần vào tù ra tội. Vừa tốt nghiệp trung học, Snoop Dogg đã bị bắt vì tàng trữ chất gây nghiện. Những năm tiếp theo, nhà giam đã trốn ra vào thường xuyên của chàng trai mới tuổi đôi mươi, với những tội danh như tàng trữ và buôn bán ma túy. Năm 1993, rapper lão làng lún sâu của chiến pháp lý, thậm chí là ngồi tù do bị nghi ngờ liên quan tới cái chết của Philip Wonder Mariam, thành viên của băng đảng đối thủ. Sau đó Snoop Dogg thoát tội vì tòa kết luận anh không ra tay sát hại nạn nhân. Nói với thời trẻ với tờ Rolling Stone, Snoop Dogg tự gọi mình là một tay ma cô. Từ tuổi trẻ tăm tối, tưởng như là bế tắc tận cùng, Snoop thì đã tìm ra lối thoát cuộc đời mình. Vị cứu tinh ấy chính là âm nhạc. Từ đáy cái bùn đen, Snoop Dogg nghiêm túc như một giấc mơ khác, đó là trở thành một rapper. Sự cứu rỗi của âm nhạc. Snoop Dogg bắt đầu đọc rap từ thời học cấp 2. Khi anh đọc rap hành lang của trường học, luôn có một đám đông bị thu hút và vây xung quanh, đến mức hiệu trường thường là sẽ một trận ẩu đả xảy ra. Điều ấy khiến nam rapper nhận ra rằng bản thân cũng có chút năng khiếu. Những lần bắn rap của anh khiến người ta đầy thích thú. Biệt danh Snoopy thì cũng theo anh từ khi còn bé. Trước khi cha ruột rapper 49 tuổi dần xa rời và vắng bóng khỏi cuộc đời con trai, ông đã đặt biệt danh ấy cho anh. Snoop Dogg rất yêu và thích nhân vật chú cún Snoopy trong phim hoạt hình Peanuts. Sau này thì biệt danh xuất phát từ niềm yêu thích thời thơ ấu đó đã trở thành một phần trong nghệ danh của anh. Rap đã đi theo Snoop Dogg suốt thời niên thiếu. Năm 92, một bản thu âm ngẫu ứng có sự tham gia của anh bất ngờ lọt đến tai nghệ sĩ rap huyền thoại, nhà sản xuất âm nhạc Dr. Dre. Quá ấn tượng với bản thu âm, Dr. Dre đã gọi Snoop Dogg thử giọng, rồi từng bước siêu dắt viên ngọc thô trở thành một trong những rapper vĩ đại nhất của âm nhạc Âu Mỹ. Giọng ca đến từ Long Beach lần đầu được giới thiệu đĩa đơn Deep Cover và album The Chronic, những sản phẩm đầu tay của Dr. Dre. Là tiền bối, cũng là người công phát hiện ra một tài năng như Snoop Dogg, Dr. Dre nhận định chàng trai trẻ có quá khứ nổi loạn ấy sinh ra để trở thành một siêu sao. Dr. Dre từng chia sẻ một sự kiện: Snoop là một viên ngọc thô thuần túy, không ai chất giọng như cậu ấy. Phong cách và sức hút của Snoop khiến tôi cảm giác như số phận vốn định sẵn cậu ấy phải trở thành một siêu sao. Dưới sự hỗ trợ của Dr. Dre, sự nghiệp của Snoop Dogg thăng hòa ngay từ album đầu tay Doggy Style. Trong tuần đầu tiên phát hành, album bán được hơn 800.000 bản. Đó là con số kỷ lục đối với một nghệ sĩ mới ra đĩa đầu tiên. Ngoài ra thì Doggy Style còn 4 lần đạt chứng nhận bạch kim, từng giành No. 1 Billboard 200 và nằm trong top album rap hip hop vĩ đại nhất mọi thời đại. Thông qua những bản hit như là Who Am I, Murder Was K, Doggy Dogg, nam rapper khoe chất giọng dày còn mang vẻ khêu gợi. Ca từ trong bài hát của anh luôn chứa nội dung 18+, táo bạo và khiêu khích, nhưng mà lại thu hút nhiều fan trẻ tuổi. Sau sản phẩm đầu tay, Snoop Dogg tiếp tục sáng tác, thu âm và cho ra mắt những album nổi tiếng khắp thế giới như là Tha Doggfather, No Limit Top Dog, Razor Gangsta. Chất giọng dày đầy thu hút, flow mượt mà, sự đơn giản và tự do trong ca từ, cách lồng ghép khéo léo biến cố cuộc đời, góc khuất của xã hội và những bản nhạc mang nét phởn phờ, hồn nhiên, là điểm nhấn riêng biệt ở Snoop. Nhận xét về giọng rap của Snoop Dogg, nhà phê bình âm nhạc Toure của tờ Rolling Stone nhận định phong cách thanh nhạc của Snoop là một trong yếu tố giúp anh không trộn lẫn với bất kỳ ai. Nếu như nhiều rapper thường hét lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì Snoop dường như chỉ nói một cách đầy nhẹ nhàng. Suốt 27 năm qua, Snoop Dogg rap về cuộc sống lay lắt, đầy biến động trên đường phố những người da đen dưới đáy xã hội Mỹ. Cái nhìn khắc nghiệt về phái yếu ở nam rapper sau này được cải thiện, trở nên tích cực hơn. Gangsta rap từng là trung tâm của những cuộc tranh cãi về khâu kiểm duyệt và dán nhãn. Còn Snoop Dogg từng được coi điển hình cho một nghệ sĩ âm nhạc bạo lực và có suy nghĩ lệch lạc. Giữa những tranh cãi không bao giờ có hồi kết, Snoop Dogg vẫn vươn lên trở thành một trong những rapper thành công nhất. Kendrick Lamar, một trong 10 rapper vĩ đại nhất mọi thời đại, còn khẳng định rằng sẽ không có Kendrick nếu như album Doggy Style của Snoop Dogg không ra đời. Gần 30 năm, Snoop Dogg cống hiến hết mình cho âm nhạc. Bảng thành tích của anh là một chuỗi dài gồm 17 album phòng thu, 7 album hợp tác. Rapper lão làng bán được tổng cộng 23 triệu bản album tại thị trường Mỹ và 35 triệu bản ở trên toàn thế giới, theo thống kê của Forbes vào năm 2019. Sự nghiệp âm nhạc thành công mang lại Snoop Dogg 14 đề cử Grammy cùng với hàng loạt giải thưởng danh giá khác. Anh từng ghi tên mình trên đại lộ danh vọng vào năm 2018. Ước mơ bình dị khi về già. Là một rapper đầy cái tên Snoop Dogg từng trở thành tâm điểm của vô vàn cuộc tranh cãi. Quá khứ bất hảo, lối sống bất cần, đời tư phức tạp, sản phẩm âm nhạc thì chứa ca từ đầy nhạy cảm. Bấy nhiêu đó đủ khiến anh đón nhận cái nhìn không mấy thiện cảm của một bộ phận khán giả. Giọng ca sinh năm 1971 đã trả lời tờ Sky News, thái độ của anh với phụ nữ đã thay đổi nhờ gia đình. Đó là kết quả của cả một quá trình, nơi rapper 49 tuổi nhìn nhận tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh bộc bạch: theo thời gian, tôi chìm đắm vào tình yêu cùng với vợ, rồi bắt đầu yêu thương nhiều hơn với mẹ, bà nội và con gái. Tôi ngộ ra khái niệm thực sự về phụ nữ và bắt đầu viết, thể hiện những gì mình đã hiểu ra. Snoop Dogg nói rằng một khi nhận thấy cơ hội để trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn và trở thành một người tốt hơn, anh luôn kết hợp điều đó vào sản phẩm nghệ thuật của mình. Rapper 49 tuổi không thể nào chối bỏ quá khứ đầy sẹo, chỉ còn cách ghi bản thân lại để không sa ngã ở hiện tại và tương lai. 20 năm trước, tôi chẳng phải gánh vác trách nhiệm gì. Tôi là cựu thành viên của băng đảng khét tiếng và dính líu tới xã hội đen. Tôi cứng đầu, lì lợm. Tôi chẳng sống cho bất kỳ điều gì ngoài chính tôi. Nhưng giờ đây, anh có nhiều mối bận tâm hơn. Snoop Dogg còn có gia đình, và họ với tình yêu của mình đã thay đổi con người, công việc, quan điểm và cách nhìn của anh nhìn nhận về cuộc sống. Ở tuổi U50, Snoop Dogg vẫn cống hiến cho nghệ thuật, viết nhạc, phát hành album mới, cháy hết mình sân khấu. Ngoài ra lại còn bận rộn với công việc kinh doanh. Có sự nghiệp thành công và khối tài sản kích xù, nhưng mà sau cùng, Snoop Dogg vẫn nuôi giấc mơ đơn giản, bình dị hậu giải nghệ. Khi không còn một rapper, anh muốn mở một tiệm kem và đổi tên thành Scoop Dog. Và video đến đây lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taka ngay lập tức để đón xem video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.